Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay anh em tôi đi đi kiếm củi vậy. Kiếm củi mấy hôm rồi nướng thịt nhiều quá. Hết củi rồi. Bây giờ đi vùng quanh làng xem chỗ nào có củi anh em tôi sẽ lấy về để nấu đốt mọi người. Rồi vừa hôm lò này nướng nhiều quá cho nên là theo. Mọi người đi cùng mình nhỉ, đi cùng tôi. Để cái mũ này đi. Này em tôi mỗi thằng con dao. Dao đây. Chuẩn bị đi củi thôi. Đút vào để củi. Đây ở đây bao đây. Mình nhờ lấy một cái bao mình đi. Củi. Phải đi chặt củi các bạn. Ê. Sắp bắt đầu đi quay lào vậy. Cổng đường đây, mà thợ đi làm hết rồi mọi người, thợ đi làm hết rồi. Dòng nước khá là đẹp đấy mọi người, chưa có nào không bé tí ấy. Sẽ xuống ở dưới này. Nhưng mà có củi thì chẳng hạn. Không xuống mặt xuống. Ác đấy nhỉ. Đi cái lối này. Lấy cái củi to về mình đốt luôn đấy. Lấy củi to mình đốt. Cao sản. Cái ăn ngọt lử ấy. Trời khá là đẹp. Trên này là một vườn củi trống nhưng mà vẫn chưa khô. Đồ đốt nhiều quá, nướng nhiều quá mọi người. Hết cả củi. Hôm nay vào đây xem còn củi. Đây toàn củi bé rồi. Trong này cái củi những bé không nướng được. Thử vào đây xem có. Phải dạc về quá. Đây là củi bé thôi, không muốn thua. Củi to ra lấy hết này.
con thua rồi. Xuống đây này, xuống cái khu dưới này này. Biết đâu trồng thanh long ở đây, trồng ngay ngoài đường. Cố cái tí nhá, cành về. Củi rất nhiều nhưng mà của người ta. Trong vườn này cũng khá là rộng. Vườn này rộng ạ. Hồ rất rộng rồi ạ. Vậy đây gỗ xoan ngâm rồi. Cũng được đoạn bọn này với đốt thì thôi rồi. Đây người ta ấy rồi, người ta ngâm lâu năm vậy ạ, người ta ngâm lâu bây giờ người ta vẫn lên chắc người ta chắc là chuẩn bị làm nhà hay sao, mình đoán thế. Cần nay mà nướng thịt thì không phải nghĩ hả, khá là tiếc. Ui chuột chuột chuột. Máy nước mọi người.
tìm hả? Biết rồi. Bắt luôn cây. Bảo sao cái đấy bị biết đi thôi rụng. Rụng rồi đấy. Rụng rồi. Lấy. Bán con chuột này. Tí ra bò ra. Phát chết. Đồ. Đây chỗ này có ít củi ở đây, không lâu mình thấy có mấy cái gốc cây thế này, nhưng mà giờ mình sẽ xuống xem còn đây. Trời đẹp đấy. Hả? Thì đúng hôm. Cây rất dài. Cây dài rất đẹp. Đây, cái gốc này. Nhìn vào cái búa đây. Làm nhà gốc này làm. Kinh. Cộng nay bác này kia này đẹp. Nắng đi. Đắn lúc không lên. Cây nào bé bé không chặt ngon kia. Đắn lúc ngồi thì... Này khá là to nhưng mình đẽo dần. Đẽo lên cái cốc này. Đấy, về nướng. Nhiều phết đấy.
cái gốc này. Cây rồi đấy. Đấy, nước cầm bồ bao được không? Được. Vẫn lại mía mà. Em yêu củi về đốt. Nướng thịt, nướng thịt. Che đốt là có củi á. Khá nắng mọi người. Anh em tôi lên kia ngồi đi. Đây nắng lắm. Đây đi. Nắng. Đấy thì nữa mát mát ngồi xuống đi. Lên kia ngồi đi, thì nữa mát mát xuống. Đấy được một ít rồi. Đây. Đây là nước, lòng nước đi. All right.
quay lên tầng 1 đủ quay rồi. Tới đắp lên xuống thì thôi dứt lên. Nước vô. Hôm nay bơm nước ấy à? Nhưng có cái máng này tiện nhỉ. Thao ở bơm nước. Sao bơm cả bơm linh lăng luôn. Cái nước rồi. Hả? Ôi, cái cành củi này này. Nha. Cây này nó đổ xuống nhỉ. Ê, mùi đeo. Mùi đeo ống nào đấy. Mùi đeo ống nào đây ngon ghê. Ôi trời trời trời. Ở đây có mùi đeo. Đây nó đã có nhỉ. Thế là muộn đấy. Bới đống ở dưới mấy gốc đây. Mày quá vừa được thanh củi nó vứt đi nhà mình chặt bé ra.
này vào. Vâng. Được. Đi dưới tháng đi này vé nó đóng. Cái xe à? Đặt thời. Xúc răng à? Đợi đấy. Ngã phải xúc răng đi tuổi mà... ngã thì kia đéo phải rồi. Ma nhập. Ngã xúc răng. Vâng. Ngã đùa thôi. Ngã đẹp ơi. Ngã đẹp ơi. Cười chứ không biết đâu. Hả? Cười chứ không biết đâu. Nhìn thấy cảm xúc. Hôm qua nhìn tươi hết đấy nhỉ? Hôm qua nhìn tươi hết đấy nhỉ? Nhìn sơ qua thì ra là sinh nhật. Nhưng mà để mà nhìn kỹ nó ấy. Hôm qua bảo An rồi, bảo anh nhìn con này, nhìn sơ qua thì xinh hết rồi, anh nhìn kỹ lại. Chất bia rồi hả? Sưởi. Ừ. Qua còn này chưa gì. Nói chưa gì nữa mà ba cũng. Ê, vị qua ngân ngư. Đi mà đã đi cái cốc vào lúc hôm qua nó mời. Đi đổ đấy thì đúng rồi đi ngất luôn. Cho ra luôn. Ủa, cái này trôi lắm. Kha cái nạp đi. Ấy, Hùng Kha. Cái cuốn mà những cốc viền. Con kia qua mặt xuống rồi. Đấy. Con kia. Xong nó bật bỏ xuống mình lại đưa mồm đủ hết hết đâu. Nạp áp ăn chỉ thế nào được. Mới con mới giải tuyển lại con mới sợ. Ờ, nhưng nó không ở đấy sao? Nơi đều rẻ. Nó còn không có biết cái chỗ đất xa đâu mà. Thế? Ừ, anh bảo là sau nhà nó không biết.
đổi đâu đây. Đây, con này không nuôi nữa. À không, mấy con kia đi rồi, để mấy con miền Tây về. Miền Tây về chưa? Chưa, chưa. Con này ở ngoài nhưng mà con này ở ngoài tháng gì nhỉ? Rồi. Thế lúc đầu bảo mi sói, không có mi sói vào gì? Tưởng con đấy vào thôi, nhớ là ok. Con mi, à, con quỳnh đấy không ấy? Con mà anh gọi mi, con đấy gọi thoải mái thế đấy. Một đứa còn 1,5 triệu đấy, mẹ qua mà đã 3-4 đứa chắc thì nhà cắm người đấy. Đéo ạ, càng thế nhỉ. Một đứa 2 tiếng hay 3 tiếng? 2 tiếng. 2 tiếng là 600. Xưa chưa 2 tiếng. 2 tiếng á? Ừ đúng rồi. Khoảng 2 tiếng. Nhân viên là 150 khác. 300. Phết đấy. Cứ chả được phát lại về cái này, cái chuôi mà chuôi hả? Cười, nhìn con táo ấy. Lê
lên một đợt rồi. Chín mươi cây hay 60 cây? Bày như thế ông đi đâu vậy? Nhỏ. Tôi nó bị lần hỏng như còng khó lắm anh ạ. Em đất lâu rồi. Cái này cá chép khô.
Phùng nhà nó lắp cái gì cơ? Bàn thờ hay gì? Bàn ghế. Dọn dọn bàn thờ mới mỗi sang cát. Cổ à? Đâu em mời. Bố con ngày xưa làm sao mà bị oẳng? Mình đi à? Ơi lại mấy giáo ông ạ. Đức sử dụng sử nào? Làm editor không cân bằng, chả không hài có cân bằng đâu, không hài có cân bằng. Rượu bia một tê tay giờ mà hai cho mình bỏ rượu bia đúng không? Đang ngồi đây trứng nào đấy.
con gái gốc to kia kia. Con gái gốc to kia, hai con canh cá lên này đéo mẹ không biết tí quay mà đéo. Con được là lên con đồ ấy. Đi kiếm củi. Rừng đéo đâu có một kiếm củi. À, chú hai cái cây củi to này không lấy được. Cái gì? Cái cây củi chú to tướng đéo đồ gì. Cái cây cái liễu hồi xưa vào mục rồi. Đấy. Sao có mục? Đấy. Thế mà nó không đổ nhỉ? Đổ sao được? Nó gãy rồi. Không, gãy đâu. Đấy đây. Gãy rồi gãy. Ngoài kia nó bảo để cho nó, ta không để. Nó lấy rõ ra làm lắm. Nó ngả, nó vẫn ngả này từ trước ra ấy. Nhưng nó chết rồi phải không? Một cây chết rồi, một cây chết đâu. Thấy một cây chết rồi đấy hả? Khô khô. Bọn này liễu nó lấy rõ làm gì? Hồi xưa cây to này, hồi xưa cây này to lắm. Hồi xưa chim đây, một cây to sướng mà. Nó làm hết, cây to bắn lâu rồi. Đấy, bảo có cái to nó, cái lõi nó to hơn từ sơn. Biết không? Bán, ấy giờ làm mấy cột nhà nhá ông ấy. Được 2 cột nhà mới mấy cảnh tìm nhá ông tầm trong đội 7 à. Cái này lâu lắm rồi. Cái khô đấy. Mỗi ngày là mỗi thằng mấy trăm? 300 ít thôi. Ngon hơn lại xây à? Mấy cái gì nhỉ? Thanh Đông à? Vâng. Mấy quay mẹ chỗ đấy xong mày cứ chọc chọc mày bảo bê tông đường Xuân Phú làm thế này đây. Thế này. Nhiều cát mà. Nào có múa nó chỉ múa không sâu gốc sâu cây. Ờ đây là phải đấy, bảo ông ấy cho mượn cái búa mấy thằng vào bổ gốc cứ quay đặt máy quay. Đấy, lại ông nữa đem dao ở đây nhỉ. Để đây đâu mà quay máy quay lại quay luôn. Ai làm mày mọc cứ ba cái. Làm dao ghê đây, có dao. Đấy mỗi thằng con dao lại gặp ông nữa rồi con dao. Ừ. Làm rào cái này biết sẽ không phải rào. Tùng, anh Quân.
lắm. Còn gỗ nào? Còn vải. Còn vải không không cây nào? Trong này đều vải. Bỏ lên nhé. Bong bị á hương à? Áp tiên ra nào con chim. Ở đây mình chim. Chim. Ở đó. Nếu con nào. À câu. Từng từng bảo con chim bay bay chứ bay trời. Bay chim đi. Hết đầu. Ra nhà con chim vừa bắn rụng là eo. À thì em đứng đứng con cá chim. Mày. Ơi ông trời. Bóng bia hương. Mẹ phơi nắng ở đây bao hôm ông hốc vào này. Cá này bây giờ nổi phải luộc cho 3 tiếng.
nhìn những cái đùi gà ấy nhỉ, nhìn những đùi gà trọi.
Rồi, cụ về. Chào cụ đi. Đâu vậy ông ơi? Này, bỏ chúng mày. Hả? Chúng mày chặt đây, một là không khéo là hỏng đường bê tông của ta nhá. Vâng. Hai nữa là xong chúng mày phải dọn dẹp sạch sẽ nhá. Vâng, không vâng. Có được để bừa bãi này đâu nhá. Ok. Vâng. Đấy, chúng mày phải... Hỏng đường bê tông của ta. Hỏng được cơ. Hỏng đường bê tông của ta. Bê tông mà hỏng được. Hỏng đó, nếu mà mới làm ấy là nó chữa được chết chứ còn đào ra làm gì cho nó bẩn nhá ấy. Đường nào bên viên đường đâu. Đào làm cái gì? Con mới làm hôm qua nó nói. Này. Con làm qua nó nói nó bảo mấy thằng. Thôi con này nó đốt thì nó chiều qua nó đây nó nói đấy. Mày làm vẫn phải cẩn thận đúng không? Đây hôm nào tao phải quét dọn sạch sẽ đấy. Chúng mày làm ăn thì lại đặt ra đây. Đường bẩn kia sạch sẽ đi. Xong chúng mày phải dọn dẹp sạch sẽ tao bảo thật đấy. Rồi. Quên thì ông đảo ra nữa, đảo ra làm gì? Quên thì ông dọn đi. Đảo. Còn cái nam nó nói đấy, nó bảo mấy thằng dân con nó quay nó quát nó đốt lung tung cả ấy, làm bẩn nó phóng cáo. Ông không khoe thì sao mà đang biết là mấy thằng quay. Nó biết. Làm chuyện tết nhỉ. Đừng làm mấy thằng này. Người ta nói nó không ra thế nào, toàn học cao cả rồi phải có kiến thức, cử sĩ đại học cả rồi không có. Đất thì đâu cho. Nghe cái đầu. Yeah, boy. Yêu mẹ không mẹ cho sáu cái cửa. Nhưng mà dưới xe 30 cái cuộn này bên trong cứng thưa.
tôi chui ra phi ở sơn thì thôi. Chui phi ở phát lại cắm vào lưng thì quá đẹp luôn. Không cứng lắm. Giờ không phải ba ăn thì cứ. Em về thì mẹ đâu thì mẹ cứ mà anh phải vắt rồi phạt bằng người thôi. Ông chồng mà tương với ông ông phi ở đây chết đấy thì mẹ. Chui chui kia tuột căn cứt. Không hiểu biết. Ăn là mỏi luôn mọi người. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dài. Cụ nói không sai. Giang sơn khó đổi.
đau tay mà. Đau tay. Trước nhìn đó trắng. Con phải nhục. Tươi tương lai đâu. 90 triệu. Đeo gì, đủ bé nó hết. Tương lai bây giờ đang nằm rất là xa. Mày nhắn tin cho Duy Luân bọn Hiếu bán bao tiền kênh. Mày nhắn tin cho Duy Luân hỏi xem bọn Hiếu bán bao tiền kênh. Nó biết không?
nghĩa là cứ thế này mãi. Đứng đây ngắm bắn phát từ quả bóng. Tiếng 30 nữa. Thôi mà Tuyên này vào mấy ông ti mà làm cho nó nhàn mẹ. Quay nắng hết mẹ. Oh.
Ui giời ơi. Thank you.
tôi nhắn tin cho bạn Hoa là Tuyết này. Ông gà kén thì yêu. Cơ. Okay. Mình ra kia mình sẽ đéo cái này thành đục cạnh. Đi vào trong củi đi. Cái nhà kia thì mà đấy được. Đấy, cái miếng ngồi này mày đang ngồi. Kìa. Kéo vào đây. Nó là gỗ được, dài vết được. Chẳng tin gì nữa. Tiếp tục luôn hả? Tiêu
đi đi đi. Hôm nay chị đi nhanh nhỉ? 2 tiếng rồi. Chất cúi như mày thì cái này thì khá nhanh. Quá ai giếng. Bên trên này. Đấy, nhìn chưa? Con dao á. Ôi, cầm cho con dao. Ăn được. Đâu? Thì ăn từ mình dám đấy cũng kia dám một bờ đấy mục nhỉ đổi hết hai nghỉ đi một. Cuộc đời anh là tên nam. Thank you.
thiêng thế thì mẹ. Mẹ thì phải xăm hương muối. Ta mà được phục ra nữa thì đi đặt trên kia dân cư cây. Đâu? Đặt vào chỗ nhà đối diện Tuyết đi. Bên dưới. Ra bên trong miệng. Mày phải để tao chặt. Tự chế. Cầm nào, cầm. Gà đấy. Hả? Gà bên dưới đấy. Quá là chích máy rồi đấy. Nhà máy em chích rồi. Hả? Đúng. Thì dưới chảo ông buộc ký cho xem hùng kéo. Đấy, đấy là một ý hay. Mày không chắc được đâu con trai. To be continued. Có video. Hả? Đội đã chịu ho cho con tích. Đấy, đang đóng luôn. Chưa chưa mượn chúng hoa rồi kìa. Cứ cho mượn. Có. Hắn không hắn qua một khẩu. Khẩu cũng khẩu gì? Súng hơi á. Nó BC mà. Hả? Nó mượn không? Hả? Nó mới mượn. Nhưng mình phải mua đạn. Ừ, nó cho mượn không? Có. Mày mang đạn thôi gì? Yeah. Bán cho không cần ống ngắm gì. Chả ống ngắm đi, thế mới mượn ra đây thì ống ngắm nó không có. Thế không có ngắm bắn lâu đi. Cần gì vậy? Kê tâm rồi. Có tâm rồi không? Chế. Về lấy, về lấy. Súng đâu nào? Có nhà đâu, vừa lên mượn có nhà đâu. Súng đâu này, có tâm rồi. Hôm qua bắn bắn chim bắn. Nó hai khẩu à? Thế hỏi nó bán lại anh khẩu đi. Nó không bán, nó không bán một khẩu để đấy, không bán. Thế yeah. Hiếu Dung gạ mình thì mẹ bán 15 bán lại mình mua 15 triệu. Hả? Hiếu Dung có khẩu lại anh. Khẩu Hoan mua rồi hơn 20. Ừ. Khẩu bây giờ nó đang bán. Khẩu đen à? Ừ, hai khẩu rồi. Ừ. Hai khẩu nó bán giờ phải. Tôi xe lên đây có cho người ta đi. Bán từ đây cái xoàn. Chết chi. Ừ. Khẩu nó bán mà. Tay nó lồn đi thôi. Bò kia. Sao nó rõ này nhỉ? Giờ mẹ vừa cử động với nhớ. Tại đầu này. Ông chú ra trong nạm có khẩu 37 triệu. Dã ra đây cái xoan phát 1. Có kiểu mà xem hắn bán được mấy chục con. Kiểu phèo mà. Không có nào kim dạng trong người toàn xuyên. Bảo sao mẹ nhớ nhà phèo đâu. Bán con mẹ tên. Mẹ chú qua đang đổi tên. Đang đổi tên. Đổi tên. Ở cái đâu đây ấy. Vô các bạn, vô các bạn. Ôi, vô. Vô. Nó bắn đi, nó bắn ác mà thầy, bắn ác hết đấy. Bắn bắn chuẩn. Nó hơi đóng tự ra hết. Cái súng đấy là Hoan, nó mua đồ, nó lắp, chứ không phải nó mua. Điếu kìa. Súng, cái súng điếu kìa. Hả? Súng điếu kìa. Không, súng bây giờ á. Mua đồ lắp à? Ừ. À, ghê. Tính tiền hơn đây chục. Ở đây nghe ông về đấy. Ngăn phiếu đi. Ừ. Đã mua tân an à? Nhà ấy đây, người đã ấm. Vào bán cháu ấy. Đã như đã xuống hơi bình thường phải không? Hả? Đã như đã xuống bán xuống hơi bình thường phải không? Bạn đi á? Đúng là đạn chi. Đạn chi bình thường thì ta đưa. Khẩu đấy, khẩu 4 nữa. Hả? Bi thế nào? Không, không phải, bi kia đạn là bi tí. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Đạn này đạn 4.5. Thế mới đâu bán nhỉ? Không bán. Mình mua về cho lắp nữa. Tiền đâu. Chế. Chế khẩu súng ơi, ai súng con. Ủa,
100.000, 150.000. Bây giờ thì súng nó bơm tay à? Cái súng ở đây máy là máy bơm kia không bơm được. Không bén được. Cái sơn cái anh hùng cùng cảnh nha. Mày đặt hết rồi cùng cảnh. Em đây từ đầu. Đi cùng thằng nào sát thủ mới sướng. Trừng cúc trước bắn chuẩn ghê. Quỳnh bắn hả? Anh để là phần từ chiến bắn đẳng cấp. Ừ. Ra phát đấy. Kiếm cái xe về làm giúp cày. Đụng giúp cày. Điếu cay là để điếu mà có cả gốc này nhìn nó mới đẹp. Ai đục. Đây này, như cái năm nay này. Đánh được cái này này, điếu cay bắn cho mù vào. Huyết. 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 Đánh luôn. Ớ sao mới dụng được con. Cái nén xưa thì họ bắn một cây kia để lại. Có một con à. Ớ sao mới được dụng được con. Nhìn ra nhìn đúng áo dặn vào đống này thôi chết cha. Chơi kèo năm sụp vào cái kia. Chơi kèo đấy có xịt à? Năm sụp vào cái mít kia kìa. Ý, cái sổ đẹp thế. Lít. Năm chục chủ cái lõi cuối. Chắc cái chén nó bỏ gì? Bỏ gì đâu? Cái bé. Chỉ ra chữ đã. Có lỗi, cái bé có lỗi. Thế biết đục thì đục vì làm chỗ cày được. Máy thì khoan. Mà đâu rồi? Có lỗ. Cái bé có lỗ. Nó phải nó không phải có máy mà có lỗ ạch có mà còng tới cuộc đời anh là thế là sao đã phải dán rồi đấy đang vậy cho nó đỡ há đấy đặt hôm lên hãng bảo nó sửa lại cái này này nó làm nào giờ cũng vách này. Nói bọn nó lại rát được silicone rồi, vừa phải cậy rồi. Đừng thức chịu. Cái này đi nhanh quá. Cái này xấu quá. Ốc yếp. Tôi cái kiểu gì thì... Wow. Cái này không phải cái kiểu gì thì... Lấy băng dính đen đàn sơn một cái bên mấy cái bún trắng nào. Quay mà Tuyên nghe Tuyên hay dỗi. Tuyên dễ dỗi. Kiểu mà dỗi nó về luôn. Qua nói hoan chơi nữa khóc. Đang dỗi đang tức mà sơn mía cho cái dép. Nhưng mà nào về nhau đi mua.
Tuyên nó. Tuyên bảo là tao gọi mua đồ hoa thì kiểu nó bảo chứ. Mày quê sao nó bảo? À, đơn thôi không gì. Nhìn kia là nó bé này. Chết ra. Chết đây. Đánh được cái này không quét lũ xuống bắn xuống đây là dao đùi gà chắc cũng được đấy mà đang tìm cái thứ đào được mà công tử được cho hắn mồm một cái nõ. Hiện nay đợi sơn thì mấy giờ ấy? Hả? Sơn mấy giờ lên? Sơn không lên. Tôi bảo quán 7 giờ cái lên. Đâu không ai 7 giờ hơn. Thế hôm qua không ấy? Không. Đã như hùng. Để xác định cái gì ở trước. Hôm qua chưa gì vào. Ấy vào phí tiền. Mẹ hàng muốn bật. Kêu rồi đúng không? Kêu lại dỗi. À. Đã hay dỗi đây mọi người, hay kêu người ấy. Em chưa bây giờ. Không biết lượng sức mình. Thật phát ức. Cây này mới thảo mà. Làm gì? Đây gọi hoa này. Chưa đâu. Hoa tập lại những cái ngủ dậy. Rồi. 39 giờ. Đó. Một câu ấy. Cực câu. Thẳng, sơn ở cái này mới thẳng. Thẳng. Là chữ gần phết đấy. Cái này bị gà thôi. Bị thất nút luôn. Cân. Bây giờ. Cân bán lâu. Cân bán được 300 được vào khoảng tầm 300 viên. Cân 300 viên. Mặn hết rồi. Tầm đó. Đã đấy lại cứ đạn khác. Để có mua cứ đạn thứ thì chưa đến mượn rồi lăn ấm. Lăn ấm nó chặt gì. Cần câu. Nó quả khỏi đấy là bán được. Ở đây là bán được. Mỗi thằng cầm con dao to vào phá cái bụng tôm mũi kia. Lấy được bao nhiêu cây thì lấy. Chị à? Cứ chặt men men ở cái mũi này làm gì. Cháu định đánh cái kia làm đu cay ra nhưng không được. Kìa, vào bên kia ta cho cái mũi kia bốn thằng ngoài vào chặt hết. Thắt đi. Lấy đu như kia cái mũi kia. Cho cả bốn thằng vào, mỗi thằng con dao vào chặt. Lấy được cây nào lấy khúc nào lấy. Còn để tao đốt.
cái búi này thôi, đừng ấy là để tao còn bán, nhìn lấy chặt nhôm hết cho nó giống luôn. Cái búi này mình lấy được cây to, cái lấy cái bé to cái bé nhiều. Búi này là đứa chương trình bao tiền rồi? Nhiều rồi, mua cho cây mua cho kiểu muốn kiểu gì? Phải có người mua người ta giá, giá mua. Đấy cả. Lấy gì ui bà? Lấy gì? Tôi cứ phải ngày trước Phương Đông đổi cho ăn trộm vịt thôi, đánh phát bà chết cả đàn vịt lắm. Cứ kiểu đổi cho vịt gà. Bọn này đi ăn đường à? Vâng, đi phá đường. Trên bôn đi ăn đường, phá đường rồi thì vặt các hoa quả chén để vứt đi. Đó là phá xóm đấy. Thế mà mỗi ngày nó mấy trăm nghìn đấy. Mấy triệu mọ. Hả? Mấy triệu mọ. Triệu còn ăn lắm chứ. Mấy trăm nghìn là ăn nhiều rồi lại còn đoàn. Mày đợi ra thì tao đập cái này. Sắp chọn nào đấy. Làm cung rồi. Cung. Tôi làm ná. Để cái dê dù dù rồi. Ê. Lên ghế bên từ kia. Đây đầy đây. Cái này bắn không đi được nên được nặng. Chín đấm. Em cứ khô cả, em cứ khô thôi. Chết thịt ra đạn vẫn căm đầu đạn nó sẽ xuyên cơ còn não để chết nhưng mình ra một khứa một tuột thì phải được khứa không lầu 2 giây vào 2 giây rồi chắc lầu 2 giây rồi không thủ dây sợ không kéo được nhá. Cùng đeo cái cành cái bạch đàn uốn cả buổi sáng đến lúc gần xong là cạch như vậy chưa kéo rồi xem em đưa vai lên này.
Máy đứt vậy. Bỏ ngay đứt mà. Đùa. Đuôi vào hoặc là nó như vùng vùng chắc vùng ra. Không biết cái tật nổi ra. Con đi có làm thóc con lọc sạch chưa xong ạ. Thứ bảy gì tên phim này đất này thật xoắn vào làm không giống quậy thế nào quậy quất thế nào. Nhìn đằng kia cơ mà không? Nhìn à. Như hộ hộ ông sẽ nhìn. À nhìn đằng này cơ. Đằng này. Đấy nhìn như thế. Trong mắt ngoài cam. Có thấy đâu à? Có thấy gì không? Có thấy gì cả. Nhìn kỹ vào không? Có thấy gì không? Gần gần tí như ông đấy. Ông nhìn là ai? Thì cũng ấy mở ông xem. Ông nhìn kỹ là ai? Cam ấy. Ừ. Đấy mà sao mà không phải mình chứ. Ông như thế nào? Đây là ai? Ừ. Ông có bảo ông là ông nhìn vào cái này này nhá, xong rồi ông nhìn gọi là nhìn cái nhìn cái nhìn cái đánh hai mắt vào, một mắt một mắt trên một mắt dưới này thì mình mới thấy. Ông nhìn lại em thấy không? Vừa có chiếu đây cho. Đâu? Nhìn kỹ rồi. Đâu? Ông thấy chưa? Thấy chưa? Dạ thấy đi ơi. Chưa thấy mà ông. Thế ảnh chưa? Thế ảnh chưa? Dạ nhìn đi. Thế ảnh đâu? Đi khẩu rồi. Ông già mất kiếm. Mất. Mất. Thế đâu? Em nghe em. Mất mũi kẹt nhẹ. Mất mũi kẹt nhẹ. Trông thấy phụ nữ mắt sáng như đèn ô tô. Nghe cái đấy thì lại thích. Thế đâu? Nhìn không truyền rồi. Sáng như đèn ô tô rồi. Ông lãng vẫn cười. Thế đâu mà làm thế ạ? Ta có như thế. Chó vào mắt xuống ngay ấy. Làm cục tên. Làm cục tên như là dân tộc ấy. Làm cái nỏ như dân tộc ấy. Được không? Dân tộc cũng không bằng mình. Nãy nó bắn được ra. Bốn cái máy quay cả. Sắp nữa em đầu tư chụp cái. Mà đầu tiên là chụp cái. Giờ anh sẽ đi với máy quay. Cười. Bắn đi. Bắn đi. Trang thiên vị. Xuống cô làm dễ. Tên này không? Tên này bắn được không? Thủ quá người không? Tên đéo là tên. Tên là cấp không biết. Thì bắn phát không tên. Anh bắn năm sao? Nhìn lại đi ta kia kìa. Đấy, đéo à. Kê lên. Kê lên như. Chặt đẳng cấp, ông xả thuốc đường Lào. Chứ nói.
ai lấy gì. Cái cỏ, cái béo, chặt cái nào dễ chặt chặt. Đâu sai thì sao sao. Đây rồi. Tiếp thủ ạ. Tên này là tên khủng bố ấy. Nhà làm cái nơm, nhà làm cái rộng. Mày bán cái đấy đứt dân. Mà đây là tắc. Chung chung thấy thằng nó đang ngồi vậy. Là ngồi nó bấm máy trong nơi này thấy. Sao? Để đứa đấy em bắn xuống. Bán vào đấy đừng bán tôi nhé. Chặt cái nào thì chặt. Ăn đi. Mọi người nãy giờ bỏng ăn để mời. Không bỏng nữa chứ. Nắng lóc không ăn được. Để mời mà. Không ăn được. Ăn rồi nha. Thầm cho. Rất hay trêu người nhưng mà lúc người ta trêu lại dỗi thế tài. Tộc nó có những cái cục tên bắn thú rừng chết cùng tên của nó tầm đâu. Cái bị này mà làm gì nhà nhặt gà nhà rạc còn có mấy mỏ vàng ở trong này á chưa khai thác thấy đấy năm nay khai thác thấy đấy. Cái này là được gọi là
rơi xe không không phải dọa coi đào hết củ tre hết yêu thế đấy rồi hết hết cái củ cây gốc mục của nó luôn còn Tony gần gần là hơi bị đau đấy. Làm biết rồi. Dạ ai trà. Tí quay sau lại quay tiếp ba điên nữa cầm về nhà quay đây là quay tiếp rồi cướp đi. Bữa đầu này là ăn ốc bay à. Là ốc phụt phát ra phụt hết to là anh không em, anh bảo không vừa nó bị rơi sao bẩn bên ngoài rơi cái chẳng ăn được mày, tao không trêu mày mày tưởng mày ấy tao cũng như hoan ấy. Cái này ấy, cái này bị bỏ vào trong ăn được. Em vừa ăn muối xong. Đây, quay này này, quay. Quay bún rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kia cướp ghê này. Đi nướng gà. Quay về đây ạ. Trong nè vừa vừa như cặc. Ôi thằng mày. Không liệu cái hai cái bên gốc này không bảo nó cắt được gốc này bị chê vơi chứ. Đâu để đánh cái rồng. À rồng à? Đánh được ở rồng cửa to kia. Máy xúc cuốc ra đi. Cuốc được sẵn là cây to chết. Làm nhà đấy. Làm nhà đấy. Sẵn hứa. Cửa gốc to kia trồng cứ được. Đúng. Bé được to kia thì. Em cảnh. Cái mẹ đấy, như cây to lên rồng cuốc lên đi. Lên là cái chân. Đi quay. Đây. Ừ. Dạo phủi lúc đi. Chiều. Đang bẫy bẫy con gà. Tay này đau đâu rồi. Túi đâu, ao mai đấy bắt nó bóng rồi. Em bắt đó. Em bắt rồi, sao đéo cầm được, đéo cầm được mấy quay. Hãy tin tưởng vào em. Hãy cứ tin tưởng vào em. Ông ơi, đội văn phòng này chia đôi ra, ông ấy cho ông Hoan vào đá ông một bên, nhưng mà chưa hiện ra định thứ bảy đá, mà thứ bảy bắt kèo đội khác. Để nó khác nghe thôi. Để hôm sau. Cho bạn nào. Đội phố. Hôm qua tuần em đi đi, chưa đỏ. Thứ bảy là phố à? Thứ bảy phố. Thế cái đặt thế này là đang quay đây. Đọc xong. À, vâng. Đây à. Anh sao chú ngồi rông sẵn. Thế này buổi sáng là mấy tiếng? Ba tiếng. Đấy. Đấy đấy. À, cái này pin yếu rồi. Anh bị yếu rồi đây, đi đây, gần hết pin rồi. Để đấy. Để nó lâu một tí nữa. Ông liệu ông ấn ấn dừng bố. Ấn là ấn đâu. Để xong rồi lấy các cảnh nó ghép vào. Mỗi thằng như một cái bài. Chúng ta xây ở đây thì nhéo đến quay. Đâu, hôm đấy là nhiều việc quá rồi. Mấy ông xây này. Hôm đấy lại quay chỗ khác. Nhiều chương trình quá. Đây rồi, đây rồi. Hàng về đây rồi. Anh nhân chỉ mày quay. Hả? Vào vị trí. Ở vị trí. Trước. Ai đừng. Hàng về đây rồi. Cô vào đây. Côn bóc về luôn. Chú côn lắm, chú béo vào. Vào đấy. Nhìn thấy mày quay cái cười chạy chạy về. Chỗ nọ ở chú Cường. Chạy về á. Cái này không phải có củ pin này thì chịu cãi đây chứ không pin gì lúc hết. Mày bắt được một gái. Anh đấy, em được sao? Rồi chạy sang. Trời, cất cái đầu. Không liên hệ bán hoan. Hả? Liên hệ bán hoan xem thêm nhà để không biết. Em không cần lại đấy đâu. Để Tuyên. Lại bảo không trúng đi, sao đấy trúng luôn. Tuyên xin lại hoa Tuyên đi. Không xin mình xin cái lời đâu. Tao đang ngủ mày đứng lên mày bắn lên mày mày hoan mới phát là tôi dậy ngay. Có nghe tỉnh ngay. Bán hết. Bán hết. Đây ơi.
cứ đặt cái quay gốc cây lên hết. Ở đây chúng mày đặt để quay gốc cây với tường gạch kia đi. Về lại cắt. Về lại cắt ra. Nó mình đưa cho nó hay nó hay nó cắt ra hay mình cắt? Đưa nó cắt nó chia ra. Thế đấy. Côn đã khóc kìa. Đây mới được 2 tiếng 43 hả? Gần hết rồi đây. Mới được 2 tiếng 43 rồi vừa. Đây. Toàn 2 tiếng 43, 2 tiếng 42 đây. Đấy, ngang nhau ấy hả? Anh chơi 2 tiếng 41. Không được. Chơi 45. Nào chúng ta làm sắt cho mày xuống mẹ đấy một quay kìa. Chúng nó quay sợ xây buộc sắt. Tốt cái này. Chúng quay cảnh sợ xây là đông nhất đấy. Hả? Ừ. Cất đầu. Lại lợn này chưa làm què. Nhét bao, nhét bao đi. Này nhàn hả? Chả vất vả đâu. Lấy này bộ củ. Không phải đầu óc thôi. Đầu óc sao vất vả? Ngày không nghĩ, gì quay gì được. Lấy này bộ củ à. Lấy dây chằng. Phải phải nghĩ cái gì để quay. Ừ. Khoảng hồi cho Tuyên kéo làm bao rồi. Thế đấy. Không bỏ. Thứ này có che cứng cho mày cứng. Tao. Khả năng dừng video tới đây nhé mọi người. Vùng đợ thì tôi vùng đúng không? Hôm nay đi lấy củi được khá là nhiều. Và là anh em tôi sẽ về đây. À, hẹn mọi người video sau nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng trâu mọi người. Về tới nướng trâu.